hơn 5 triệu đồng cho một trải nghiệm tuyệt vời cùng chiếc màn hình LG 29WQ600. Có đáng không? Hãy cùng Hải Linh tìm hiểu nhé! Thiết kế sang trọng hiện đại, bao phủ mặt sau bằng màu trắng thanh lịch, chân đế chắc chắn, phần sau logo LG in chìm cùng các cổng kết nối. Với mức giá hiện tại thì mình khá là hài lòng với thiết kế này. Màn hình FHD Ultra Wide 29 inch với tỷ lệ 21:9 sẽ tăng khả năng hiển thị 33% so với các dòng màn hình 16:9 và 16:10 thông thường. Thao tác đa nhiệm một cách hiệu quả mà không cần chuyển tab giữa các nội dung công việc. Màn hình siêu mỏng không viền ba cạnh cho người dùng cảm giác đắm chìm vào hình ảnh thực khi xem phim giải trí hay làm việc. Tấm nền IPS cùng độ sáng từ 200 đến 250 nits, gam màu sRGB 90 đến 99%. Thật sự thì không phải là một thông số quá đặc biệt nhưng lại đem đến một chất lượng hiển thị ngoài sức mong đợi. Nhiều bạn lo rằng là với thông số như vậy thì màn hình LG phẳng sẽ khiến các bạn bị chóng mặt, nhưng theo trải nghiệm của mình thì không nhé. LG 29WQ600 có cổng USB Type C hỗ trợ chế độ DisplayPort Alt. Đồng thời, âm thanh cũng vô cùng sống động khi được trang bị hai loa stereo 7W Max Audio. Cùng Hải Linh trải nghiệm nhé! Bạn sẽ dễ dàng tìm vị trí xem thích hợp bởi chiếc màn hình này có thể điều chỉnh khoảng 15 độ. Nhưng các bạn lưu ý là sẽ không nâng lên hay xoay ngang được các bạn nhé! Với tần số làm mới 100Hz, màn hình cung cấp trải nghiệm chơi game mượt mà và thú vị. Điều này giúp giảm giật lag và tạo ra hình ảnh chuyển động mượt mà, đặc biệt quan trọng cho các tựa game nhanh nhạy. Tốc độ phản hồi 1mm/giây MBR giúp chơi game mượt mà, không bị nhuề hay bóng mờ. Các vật thể chuyển động nhiều và có tốc độ nhanh trong lúc thao tác có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho game thủ. Nhắm bắn tốt hơn, điều mục tiêu cố định ở chính giữa để tăng cường độ chính xác khi bắn. Xem đến đây thì các bạn cũng biết là chiếc màn hình LG này đáng tiền như thế nào rồi đúng không? Vậy thì đừng quên follow Hacom để cùng Hải Linh unbox những sản phẩm công nghệ mới nhất, review những siêu phẩm, giải pháp công nghệ và lối sống.